Kính thưa quý vị, trong những chương trình Nốt Xoanh Ở Lại trước đây thì chúng ta đã có dịp tìm hiểu sơ lược về di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận. Và với phần diễn giải của các nhà chuyên môn cũng như là các nhà nghiên cứu, đó là các thể loại như là nhã nhạc cung đình, quan họ, ca trù, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, hát xoan hay là hội giống vân vân. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng được tìm hiểu chi tiết hơn về quan họ cùng phần tham gia của câu lạc bộ dân ca quan họ Trúc Sinh thuộc Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các khách mời. Xin được giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Đỗ Lộc, nghệ sĩ Ngọc Quang, chủ nhiệm câu lạc bộ Trúc Sinh, nghệ sĩ Lệ Thúy, nguyên giảng viên Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Bắc, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Trúc Sinh, và nghệ sĩ Thanh Hiền, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Trúc Sinh. Vâng, kính thưa tất cả quý vị và các bạn, quan họ Bắc Ninh là những làn điệu dân ca của vùng đồng bằng Bắc Bộ và tập trung chủ yếu là ở vùng Kinh Bắc thuộc Hà Bắc trước đây.